Em mai 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 thì không nhận. Em sinh năm 1989. Em định em ở huyện, em hiện tại em lại trong ở Thanh Hóa mọi người ạ. Dạ thì em có nguồn cảm hứng với công việc là thật sự em rất rất là yêu cái công việc của mình luôn. Em rất rất là yêu sản phẩm này, vậy là một cái công việc rất là nhân văn ạ. Kể cả khi mình công việc không cần bằng cấp hay là không cần bất cứ một cái gì, mình ở nhà mình cũng có thể làm được. Hoặc là ở những cái người mà họ họ kiểu là họ bị họ càng bị bệnh lên với họ họ lại càng làm được anh, rất là nhiều, rất là hay luôn. Là thật sự là em rất là biết ơn luôn, em cũng hiện nói Ơi, như rằng để mà rõ ràng cái cảm hứng hơn thì chị tự liên hệ, chị có thể gọi có một cái đối chiếu với lại cuộc sống của chị hiện tại, tức là công việc của chị hiện tại, chắc là nó sẽ rõ ràng cảm hứng hơn cho mọi người. Ví dụ là chị đang kinh doanh truyền thống, chị công việc kinh doanh đấy chị phải bỏ bao nhiêu vốn, chị phải trông coi cửa hàng hay đợi lại những cái như thế nào, và so với công việc này thì có phải nó khác như thế nào đấy, dẫn đến chị có cảm hứng như vậy. Chị có thể mô tả thêm cái phần đấy. Dạ đúng rồi, tại vì em thì lâu nay em kinh doanh theo kiểu truyền thống, em bán hàng cũng 5 năm rồi. Thì đầu tiên thì mình cũng bỏ vốn ra rất là nhiều, mình phải sửa sang quán, rồi mình ngay lúc mà mình cũng phải cạnh tranh hàng quán, thực sự là rất là đau đầu luôn. Những lúc mà cứ hàng phải nhiều này mới bán được hàng này, rồi là phải có vốn nhiều, nhập hàng sẵn, mình mà muốn lãi nhiều thì mình phải nhập hàng nhiều á. Mình muốn lãi 10 triệu thì mình phải bỏ vốn ra 100 triệu, mình phải ôm hàng. Mà hàng như lúc đó hẳn bán không hết đó, thì hẳn lại bị hết hàng, mình lại vứt đi. Mình lại nhiều lúc hàng hẳn phải tồn 5, 2 năm đó anh. Thì khi mà em biết được cái công việc này thì em thực sự rất rất là hay luôn á. Tại vì cái này là không cần vốn này, gọi là không cần bằng cấp này, không cần bất cứ, không đòi hỏi bất cứ một cái gì luôn, không đòi hỏi mình là thời gian. Đặc biệt là mình làm chủ được một cái doanh nghiệp rất là lớn, nhưng mà không ai bắt buộc mình bất cứ một cái gì cả. Họ không bắt buộc mình là phải ở giờ ní phải làm cái ní, hay không bắt buộc mình làm một cái gì hết. Là kể cả mình thích nằm mình làm được, mình thích ngồi hay là mình ăn chơi hay là mình làm gì, mình cũng có thể lan tỏa được cái công việc này á. Thì Và còn còn cái cửa hàng của chị thì chị phải mở cửa hàng ngày từ sáng cho đến tối thì đúng không, mà đóng đóng cửa là đi đâu có việc mà đóng cửa là coi như là không có buôn bán được gì đúng không chị? dạ Đó, đúng. nó rất khác với lại kinh doanh online ở offline, đó là người Từ làm ngày nơi. dạ giống như từ ngày mà em làm Orini á, thì nói chung em cũng không 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 quan tâm là phải tất bật là phải lo ra bán hàng hay là ra lệnh, nên em cứ tập trung vô Orini. Em cũng không quan tâm cái hàng quá nhiều nữa luôn á, vì dạ kiểu Một công cái ngay cảm trước hứng có nữa, vâng, một cái cảm hứng nữa mà Sáu được biết đó là như chị Hiền, à chị Nhẫn nãy chị có nhắc đến là gì, kể cả nằm hay ngồi hay là gì đó cũng làm được việc, là bởi vì cũng không phải bởi vì chị lười mà chị nằm, nhưng có một cái giai đoạn đó là chị bị tai nạn, và phải nằm viện, phải khâu rất nhiều, và bây giờ chân chân của chị cũng cũng chưa lành hẳn để mà đi lại như người bình thường được. Nhưng cái giai đoạn mà chị nằm trên giường bệnh đó thì chị vẫn kinh doanh Oflame bình thường và thậm chí phát triển hơn. Những cửa hàng của chị thì chị không mở được, thì không có người mở cửa hàng thì không mở được, và công việc kinh doanh đấy là phải phải tạm dang dở. Nhưng mà đấy, trong thời gian nằm trên giường đấy, ý nằm trên giường là như vậy đấy, nằm trên giường bệnh và phải điều trị, chân không đi được mà, và chị vẫn có thể kinh doanh được, thì đấy có lẽ là cái nguồn cảm hứng lớn để chị yêu công việc, một cái công việc mà Dạ. có bức tranh mà có thể nói là nó lý tưởng hóa so với công việc kinh doanh truyền thống của chị đúng không? Công việc truyền thống thì phải vốn, thì cái này không vốn. Cái bên Không kia phải ôm như có hàng thì dạ cái này đúng rồi. không. Đấy. Dạ, công việc truyền thống thì mình phải như lúc mình bận mình không làm được thì mình phải thuê người, rồi mình rất là lo hàng quán ở nhà như lúc mình không không quản lý được đó. Thật sự là rất là có rất là nhiều nỗi lo luôn. Thì đó mà khi mà em làm OG thì em nằm viện 1 tháng đó mọi người, em bị ngã từ hôm 12 đó, mà đến lúc cuối tháng thì em vẫn làm việc rất là tốt. Em vẫn vừa nằm điện thoại, chứng thì rất là đau, chứng em vừa mổ xong rồi rất là đau luôn, nhưng mà em nói chung là mình đam mê công việc quá rồi nên là mình quên đi những cái đau luôn á.
em mới chia sẻ, rồi em mới lan tỏa, rồi em giới thiệu mạnh về sản phẩm. Em vừa bán lẻ, vừa giới thiệu bán lẻ, rồi em lại vừa tuyển nữa. Em giống như kiểu là mình muốn mang cái cơ hội, muốn đem cái công việc rất là hay đi đến cho người khác đó, để họ không cần phải bỏ hà vốn nhiều, họ cũng cần phải nhập hàng nhiều, nhưng mà họ lại có thể là kiếm được rất là nhiều tiền á. Cái chị vừa rồi thì em xin phép là chia sẻ một vài cái hình ảnh chân của chị bị tai nạn, và đấy từ 12 tháng 4 cho đến hết tháng 4 và chị vẫn chốt 21% trên giường bệnh mọi người ạ. Trên giường đấy, và rất là cảm hứng khi mà chị đạt 21% với thu nhập tới 18 triệu một tháng. Dạ. Dạ thì từ hiện tại thì em cũng vừa mới vô thôi, nhưng mà em cảm thấy công việc quá tuyệt vời luôn ạ. Đấy, em cũng biết là em nói cái tình yêu về cái sản phẩm với Oji như đáng nữa, tại vì trước mắt đó thì em thấy là hàng thì có hóa đơn đó, rồi là lại còn so với cái hàng em đang bán kinh doanh đó thì em còn nhập vô rẻ hơn nữa, mà hàng thì lại cực kỳ chất lượng, vì hàng là hoàn toàn từ thiên nhiên, lại rõ nguồn gốc, có hóa đơn đỏ. Còn như hàng em bán hàng thải về thì thực sự là hẳn có hóa đơn, nên là nhiều lúc thị trường vô rồi kiểu là họ bắt bẻ mình đó, bị phạt rất là nhiều. Yeah. Ok, chị bán hàng thái sách tay đúng không? Đấy, thì không có hóa đơn giá trị gia tăng, về sách tay là hàng có đóng thuế đâu. Đấy, không có đóng thuế nên là quản lý thị trường kiểm tra mình phạt là đúng rồi đúng không? Đấy, đấy, nhưng đúng mà rồi. Vốn thì bỏ ra ít hơn, giá thì rẻ hơn mà lại chất lượng hơn. Đấy là nguồn cảm hứng đến từ công việc, mình thấy cái phương pháp hay quá. Nó dạ đúng rồi. Nó thông minh, nó tối ưu đúng không? Đấy. Đó thì em nói chung là hiện tại thì lúc mô em cũng đủ năng lượng hết, kể cả ai mà chưa ngồi gần em là cũng bị em thu hút hết cái cảm hứng cho họ á. Là tại vì giống như em cũng tìm hiểu rất là nhiều người họ cải thiện được bệnh ni bệnh kia, thì em thực sự là em cũng rất là biết ơn luôn, mặc dù là em gửi lại em hứa thì em sẽ mình giống như mình cũng vừa kiếm tiền, mình xây dựng hệ thống thì mình sẽ có được tiền, rồi ngoài ra thì mình có thể giúp được người thân của mình, ai mà họ mà đang bị bệnh, họ đang kiểu đau đớn thì mình có thể hỗ trợ thêm. Ví dụ như em cũng chỉ nguyện vọng của em là ví dụ như em làm mà em được lương thì em có thể giúp lại cái lương của mình để mình lại sản phẩm, xong rồi mình cho người thân của mình họ sử dụng cái sản phẩm nữa để cho họ khỏe lên em như nữa. Cảm ơn chị hẳn là một người mà có cái tấm lòng có thể nói là rất là tốt, và chị cũng hay nghĩ về cho mọi người đúng không? Đôi khi mình làm có kết quả, mình cũng dùng một phần cái số tiền mình kiếm được để mình chăm sóc lại cho người thân thiết hay đấy chính những người thân của mình. Yeah. Thì em chia sẻ, em thực sự là em chia sẻ vì hôm qua thì chủ của em thì bị đau mắt nè, thì khi mà nói đến tiền thì cũng có nghĩa là họ lâu nay rồi họ sử dụng bao nhiêu loại thuốc, nhưng mà họ cũng cảm thấy khỏe, đi viện thì tốn rất là nhiều, thì em cũng sẵn sàng em tặng cho chủ 2 lọ omega 3 để chủ có thể cải thiện về mắt, để có thể chủ có thể có lòng tin hơn về cái sản phẩm của em đang giới thiệu á. Rồi là hôm qua em thấy cô của em rất là gầy, tại vì em thì lúc mỗi em cũng bận buôn bán đi, lâu ngày em gặp cô thì cô thực sự là rất là gầy, mà đi bệnh viện thì lại không biết được cái bệnh gì cả, thì em cũng tặng cho cô một hộp bột dinh dưỡng, gọi là một hộp tổng hợp, thì mình cũng chỉ mong muốn để cho cô khỏe lên thôi. Đó, em cũng chỉ nữa thôi. Rồi là cô của em ở trong Huế nữa, cũng rất là nhiều bệnh. Chúng bây giờ thì người già họ bệnh nhiều lắm, thì em cũng vừa tặng vừa lấy trả gốc, thì em cũng bảo cô cứ sử dụng đi, rồi là hẳn là rất là khỏe, lại hẳn là dòng sản phẩm hẳn phải là thực phẩm chức năng, mà hẳn là sản phẩm nuôi dưỡng tế bào gốc của mình, để làm cho cái tế bào gốc của mình hẳn khỏe mà nhân lên á. Thì lúc nó ó mà khỏe rồi đó, thì cô cứ uống điều giống như kiểu là mình chăm sóc cơ thể thụ động hàng ngày nữa đó, mình không phải mất tiền đi viện nhiều nữa, vì cứ nghe cô đi viện nhiều á, cứ tháng một phải uống thuốc này, đến giờ là cô phải
ăn sáng là cứ phải lo giờ giấc để mình uống thuốc tây á, anh một ngày phải uống thuốc tây mấy lần luôn á, mà cứ lo trực giờ với các kiểu, nên là cứ cánh đau mắt rồi là đau lưng rồi bị xương khớp ạ, nên là uống thuốc tây rất là nhiều, rồi đi Sài Gòn các kiểu để mình cảm bệnh á. Thì thực sự mà lúc mà nghe cô nói như nữa thì mình cảm thấy rất là buồn, mình cảm thấy thương 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 cô á. Vì thật sự là mình mà đau đớn trong người mình không tìm ra được cái phương pháp đó thì mình cứ phải đi chữa chỗ này chữa chỗ kia chữa chỗ nào, tốn thực sự là tốn rất là nhiều tiền luôn á, thì đúng là bao nhiêu tiền cũng hết ạ. Thì em cũng chia sẻ hết bằng những cái chi mà em biết được, em hiểu được á, thì em cũng chia sẻ sản phẩm đó, thì em lại nói chung là như vậy ạ. Vâng, như vậy là cái nguồn cảm hứng một của chị Nhẫn đến từ chị thấy phương pháp kinh doanh quá là thông minh so với công việc kinh doanh hiện tại của chị, thì thấy thông minh hơn rất rất là nhiều. Trong thời gian chị nằm viện, chị vẫn có thể kinh doanh và có cái nguồn thu nhập 18 triệu. Đấy là chưa tính cả lãi bán lẻ của mình nhé. Đấy là thu nhập chuyển khoản thôi. Đấy. À, thứ hai, nguồn cảm hứng thứ hai đến từ cái nguồn cảm hứng về cái sản phẩm trong khỏe, đúng không ạ? Đến từ tình thương yêu với những người thân của mình. Chú, cô là thậm chí, đấy, chị làm được tiền thì chị lại tặng, lại biếu cô chú để mà cô chú cải thiện sức khỏe, cảm hứng đến việc cải thiện sức khỏe. À, đấy là cái nguồn cảm hứng số 2, và chị cực kỳ tin tưởng vào cái việc mà sản phẩm có thể giúp mọi người xung quanh mình khỏe mạnh hơn. Vì nhiều khi nói thật đó là có tiền chưa chắc đã có sức khỏe, đúng không ạ? Có nhiều tiền, có nhiều người nhiều tiền nhưng không tìm được cái phương pháp hay là thậm chí sản phẩm tốt, thậm chí họ cũng không có được cải thiện. Và bây giờ mình đã biết được có sản phẩm tốt rồi thì cái việc mình lan tỏa cho mọi người đó là cái rất là nên, đúng không? Đó. Nên lan tỏa. Nên là chúng là em, chứ là em rất là có năng lượng. Nên là hôm qua đi ăn thì cảm thấy người mình lúc mà vui vẻ, hẳn giống như trước mà phải suy nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc, hay là trước đây em bán hàng là em cứ suy nghĩ nhiều lắm, đau khi suốt ngày mình cứ đau suy nghĩ chi ly rồi tính toán rồi các kiểu đó. Nhưng mà từ khi mà vô OV thì em thấy mình yêu đời hơn, mình cảm thấy yêu quý cuộc sống, yêu quý cái sức khỏe của mọi người hơn á. Thì hôm qua em đi ăn đó, thì tự nhiên mình cũng đang nói chuyện rất là vui vẻ thôi. Với lại hiện tại thì mọi người cũng thấy em là vui vẻ hơn, tại vì thật sự là em cũng có cái dòng tiền rồi, nên là chứ em cũng cảm thấy tâm trạng mình rất là thoải mái nữa, mình cũng có thể giúp đỡ được nhiều người, mình không phải suy nghĩ á. Thì hôm qua ngồi ăn thì chị dâu nhà em bảo là ăn nhiều quá cái bụng hẳn khó chịu, hẳn đi ạch lắm mà đang bị chỉ đau nữa. Thì em cũng chia sẻ luôn, em cũng chia sẻ chút sơ ở bên mình luôn, em chia sẻ là chị uống cái này hay lắm này, uống cái này khoảng 1 tuần thôi là hẳn không bị đầy bụng nữa, hẳn bụng hẳn xẹp mà hẳn dễ chịu cục luôn. Rồi em lại xin ảnh của chất sơ, thì em giới thiệu với chị lên giống như cái nhà mình đó, là mỗi ngày cũng phải quẹt mình cho sạch đi, đúng không? Thì chị ăn, chị cứ ăn trong bụng á, thì hẳn cứ kiểu như lúc hẳn không đào thải ra được hết, hẳn cứ nằm ở trong bụng mình đó, thì cái bụng mình hẳn rất là khó chịu đó, nên là chị uống cái chất sơ đi. Rồi là chị cũng kiểu là cũng cười thôi, cũng không nghĩ là hẳn tuyệt vời đi chứ hiểu mà. Rồi sau em cũng thuyết phục chị, bảo chị cứ tin em đi, tại vì em thấy hẳn thấy lắm, vì em cũng uống rồi, em sử dụng rồi á, em cũng đang cho mẹ uống nữa mà. Đó là xong chị cũng bảo rồi thì mai lại cho chị một hộp để chị uống thử. Thì đó là cái sự thành công khởi đầu của mình đó. Đó là em chụp được một hộp sớ. Mà nếu mà chị mà uống tốt quá thì hôm sau chị lại mở mã, chị lại làm. Còn chị chồng của em thì bán hàng tạp hóa. Chị chồng của em bán hàng tạp hóa thì giống như hai chị em thì cũng bận lắm, ít khi mà gặp nhau. Thì hôm qua ngồi ăn thì cũng mới có dịp ngồi nói chuyện. Thì em mới giới thiệu về công việc của em, tại vì chị hỏi cái người bên cạnh đó là nay em bạn đã đi làm công nhân, nay em làm lương được bao nhiêu rồi, vì bạn đã làm cả năm trời rồi, bạn đã làm chức chỉ ở trong công ty máy á, nên là chưa lương bạn đã được 6 triệu. Thì chị hỏi ra thì biết được là lương công nhân máy 6 triệu mà đó là thuộc dạng trưởng nhóm đó. Thì em cũng để là xong em chia sẻ công việc của em bảo là em mới làm ở bên đây mà lương được hơn 10 triệu ấy chị ạ. Chị bảo làm chị mà hay rất, xong em chia sẻ em bảo là chị hỏi em là có bị lừa không, em bảo không, cả nếu mà là bị lừa mà cái như là giống như mình bán hàng theo kiểu hệ thống hay gì, hàng theo kiểu hệ thống tức là giống như nha,
chị bán hàng cho công ty, ví dụ như chị bán một tháng 150 triệu thì công ty sẽ trả trả thưởng cho chị 20 triệu. Nhưng mà đây chị mời được người vô bán hàng cùng với chị tạo được một cái hệ thống bán hàng cho chị á, thì chị vẫn có dòng tiền á. Nên là chúng chị chưa hiểu thì mình chia sẻ với chị, xong chị thấy cũng hay đó. Rồi em bảo chị này, thay vì chị bán lắng nách này, vậy là dung dịch vệ sinh chị đăng nhập ở ngoài đúng không, mà chị chỉ lại được có 5.000, 10.000 thôi. Nhưng mà khi chị mở mã vô công ty á, thì chị sẽ được chiết khấu 23%. Ngoài ra chị còn được tích điểm, rồi chị còn được lương công ty thẳng thưởng cuối tháng nữa. Rồi trong vòng một tháng thì công ty sẽ trả lương về tài khoản cho chị. Rồi em nói chung là em cũng hướng dẫn nhiều lắm. Xong xong rồi chị ok đó, hôm nay chị bảo là rồi thì hôm nay mở mãi cho chị đi, rồi chị lấy mấy cái lắng nách gọi là dung dịch vệ sinh về chị bán. Rồi em bảo là chị cứ tin em đi, vì chị ít ra chị mỗi tháng chị bán được rất là nhiều lắng nách gọi là dung dịch vệ sinh, thì chị đừng có bán ở ngoài nữa, vì hàng hẳn có hóa đơn, hẳn có rõ nguồn gốc. Nên chưa chị cứ lấy cái này để em làm mãi cho chị. Xong em lấy những cái hàng khuyến mãi đó, hàng được tặng đó, lắng nách thì đang được tặng rất là rẻ luôn, tính ra hàng chuẩn đó, hàng chuẩn từ thiên nhiên là dùng như này cực kỳ an toàn luôn, mà là giá có 40 mét đó. Xong chị bảo ok luôn, hôm nay mở mãi cho chị. Là không đấy, không vậy là cái việc mình chia sẻ công việc cho người khác xuất phát đến từ cái cảm hứng, vì chị thấy người ta làm công nhân vất vả quá đúng không, cái cảm hứng mọi người nhá, mọi người tập trung vào cái từ cảm hứng để chia sẻ sản phẩm, là vì thấy thương người chị của mình, em của mình quá bị bệnh lâu như thế đúng không, mà dùng lâu không cải thiện nên chị chia sẻ sản phẩm đó, chứ cũng không phải là lấy lãi lấy lời đâu, vì phần lớn người thân của chị còn không cả tính lãi, thậm chí còn tặng cơ mà, đâu phải buôn bán đâu. Thứ hai, cảm hứng để chị chia sẻ công việc, đó là khi thấy một cái người ta làm vất vả như vậy mà lương lại thấp, thấy cuộc sống người ta cũng khó khăn, và đó là cảm hứng để chị chia sẻ công việc này. Chị thấy công việc này hay quá, chị mới làm chị có thu nhập rất là tốt, nên là chị chia sẻ công việc mọi người ạ. Đến từ cảm hứng nhá, đến từ cảm hứng. Như vậy là chia sẻ như thế nào không quan trọng, mà mình phải thực sự cảm hứng. Cảm hứng thì tự khắc mình biết cách chia sẻ, về cảm hứng nó từ bên trong đúng không ạ. Em rất là cảm ơn chị Nhẫn, mong là chị sẽ lan truyền cái cảm hứng này cho thật nhiều người, để giúp mọi người có thể đấy, chị hãy tập trung việc truyền cảm hứng hơn là chỉ là cái cách làm đúng không đấy, hơn đương nhiên cách làm phải có, nhưng mà cảm hứng nhiều hơn, vì chị có rất nhiều cảm hứng. Cảm ơn chị.